Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Sự tích hoa màu gà. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Ngày xưa, cô gà mái nào cũng có một cái màu đỏ rất đẹp, như màu của các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm, gà mái mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy cái màu rực rỡ nằm trên đỉnh đầu của mình như một chùm hoa đỏ rực. Gà mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ nhà gà. Cục ta cục tác, màu ta đã mọc. Cục ta cục tác, màu ta đã mọc. Mọi vật xung quanh nhìn gà mơ và cùng suýt xoa. Chiếc màu của bạn mới đẹp làm sao? Trông bạn thật đáng yêu. Gà mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe có tiếng khóc tỉ ti. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra đó là một cây màu đỏ tía đang khóc tấp tức một mình. Thấy bạn buồn, gà mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi: Bạn làm sao thế? Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo: Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa, chỉ mỗi mình tôi là không có hoa. Chưa dứt câu, cây lại bật khóc. Nước mắt cứ rơi thánh thót. Gà mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà mơ nghĩ một lúc rồi quyết định: Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé. Cây sung sướng vẫy lá rối rít. Thế bạn cho tôi thật nhé. Cảm ơn bạn. Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc màu đẹp đẽ của gà mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên bể nước thì lại nở một chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc màu của gà mơ. Cây hoa sung sướng vươn mình đón ánh mặt trời, nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của gà mơ. Thế là mọi người gọi cây đó là cây hoa màu gà. Theo thơ truyện cổ tích dành cho thiếu nhi, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!